Tới bàn rồi, xin qua ngồi xuống. Mời hai bạn mà tháo mặt nạ ra. Làm sao? Rồi, hello, ai cũng đẹp hết, trai xinh gái đẹp. Mình đã ngồi đối diện nhau rồi ha. Bây giờ mình giới thiệu to rõ lên. Mời em trai nói trước về những thông tin cá nhân của mình. Em tự em rung thì. Trời ơi, ai làm gì đâu rung, bắt tay cái hết rung nè. Ok không? Này tay lạnh chứ không phải rung. Chào chị Cát Tường. Em tên Võ Hồng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Tên Võ Hồng Vinh. Dạ. Em 37 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi mà hiện em sống ở quận 12. Hiện nay sống ở quận 12. Dạ, em làm ở quận 12 luôn. Làm quận 12 luôn. Dạ. Làm gì ở quận 12? Dạ, em kinh doanh võng xếp. Kinh doanh võng xếp. Dạ, dạ. Là mình làm chủ hay sao? Dạ chủ. Người mình... nhà làm mà đi giao các tỉnh. Ồ, giao các tỉnh nữa. Dạ, ủa dạ. Mình đang ở nhà với ai? Dạ nhà là anh em là ông bà già. Ba mẹ luôn trong này luôn rồi. Dạ, dạ. À vậy là mình vào trong này lâu chưa? Dạ vô mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Vậy ngoài quê Quảng Ngãi còn ai ngoài không? Thì còn ông anh ở quê. Có ông anh ở quê thôi, coi như ba mẹ vô này hết. Dạ. Nhà đông anh em không? Trong này dạ, đông anh em không? Ba trai ba gái mà vô trong này hết 4 người. Riêng cái nhà em đang ở lại mở với ai? Dạ ở là ông bà già. Ông bà già. Dạ. Là em với ông bà già thôi. Dạ. Vậy là nhà đó nhà của ông bà già hay nhà của em? Nhà của em nhưng mà ông bà già không đứng tên. Kỳ vậy, sao nhà của em ông bà già đứng tên? Bởi vì là tại vì cũng mượn mấy người mượn ít á. À. Ông cũng là công bằng ấy, còn còn mấy anh chị em là có nhà ra riêng hết dạ, trơn rồi. Hết rồi. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi hết. Dạ, dạ. Còn mình chưa thôi. Dạ. Rồi, ok. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chương trình, em chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên Võ Thị Chua. Chua? Dạ. Chua là chua lè đó hả? Dạ. Trời ơi, tên sao đặt tên ngọt mà đặt tên chua trời. Dạ, có tên ngọt luôn chị. Có tên ngọt luôn hả? Dạ, em gái em nè chị. À, em gái em tên ngọt. Dạ. Em tên chua. Dạ. Trời ơi, mẹ đặt, bố mẹ đặt hay quá ha. Có hai chị em thôi hả? Nhà em 7 người con. Em đặt tên hết 7 anh chị em chị nghe coi nè. Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Có trai có gái đầy đủ. 6 gái một trai thôi chị. 6 gái một trai. Trai là tên gì? Trai là tên Lanh chị. Tên Lanh. Dạ. Còn nhiêu là Quýt ổi gì đó, Quýt mợ gì? Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Hồng, Quýt, Lanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Dạ. Hay không em? Nhớ hết tên nhà vợ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Mình đang làm công việc gì chanh? À, chua. Chua. Em đang làm thẩm mỹ, vuông xăm với là chăm sóc da. Ồ, hay bán mỹ phẩm quá. Bán online hay là mình bán có cửa hàng? Em bán cửa hàng ở nhà luôn. Rồi hiện tại mình đang sống ở đâu? Em sống ở Củ Chi. Củ Chi. Củ Chi gần quận 12 rồi. Chỗ nào đó hỏi thử coi có gần nhau không? Lúc trước em cũng ở quận 12 á chị. Em mới về Củ Chi. Ở chỗ Trung Chánh á chị. Hỏi ta coi em ở quận 12 ở Củ Chi chỗ nào? Ở ngã tư Trung Chánh là nhà chị gái em ở đó anh. À, quê em ở đâu em? Quê em gốc ở Buôn Mê Thuột anh. Buôn Mê Thuột à? Dạ. Anh cũng lên đó bỏ hàng đó. Hiện giờ em ở Củ Chi ở chỗ nào? Ở Củ Chi em ở chỗ nào em? Em ở gần nước mía Vườn Câu của anh. Mới sầu riêng á chị. Qua đi thẳng lên khúc nữa. Cái cầu Anh Hạ không? Đúng rồi, đúng đó rồi, đó rồi, là cho bên hai bên đường có bán nước mía, có bỏ sầu riêng vô. Dạ, bữa nay do em đi sớm quá chị chứ không em mua tủ mì lên đây đây. Rồi đang sống với ai? Em đang sống với con trai em. Con trai em. À mình có con rồi hả? Dạ. Con bao lớn rồi? Con em 11 tuổi rồi. 11 tuổi rồi, tình trường sao kể luôn đi. Mối tình đầu cũng như mối tình cuối là ông xã em. Có một mối tình một đó thôi. Ở với nhau được bao lâu? Ở cưới năm 2007. Ở được 5 năm rồi chia tay chị. Có con rồi mà tại sao chia tay? Thì lúc mà không có con thì nói chung là không có gì xảy ra mà có con rồi á. Cái bạn... Người bạn trai á, là chồng em á, là cũng như là sự quan tâm gia đình không có. Cuộc sống nó nhiều cái không bất hòa á chị. Anh quan tâm cho con hả? Anh quan tâm cái gì? Hay là có đối tượng nào ở ngoài không? Thì nói chung giờ chồng em cũng có người khác rồi. Không, cái lúc đó, lúc đang còn ở với mình á. Thì em không biết, cái đó do em làm tối ngày em đâu có đi đâu đâu biết. Rồi chia tay vậy là bao lâu rồi? Được 5 năm nữa chị. 5 năm rồi, dạ. Lại giờ người ta có gia đình mới rồi. Dạ. Tại sao 5 năm nay mình không có lập gia đình tiếp, chưa tìm được ai? Em lo kiếm tiền. Lo kiếm tiền, giờ cuộc sống hai mẹ con ổn định chưa? Dạ ổn định rồi chị. Rồi bên đây hoàn cảnh sao, tình yêu, tình báo sao đây? Mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chính thức. Quen được bao lâu? Dạ quen 2 năm. Quen 2 năm. Rồi sao nữa? Thấy lòng sòn biết là chia tay. Là mối tình hay là kết hôn? Kết hôn cũng vậy.
À, là cũng có vợ luôn giờ rồi. Có vợ rồi. Lấy nhau được 2 năm. Dạ, dạ. Lý do sao chia tay? Vì lúc mình nói không hợp nhau rồi, vì lúc nói thấy nó không có tiếng nói chung. Ai là người quyết định chia tay? Trong thời gian ở trong đó rồi nói nó động rồi bỏ đi có 2 năm rồi em về mới ly dị. À, bỏ đi 2 năm rồi về mới ly dị. Dạ, dạ. Ờ, có cháu nào chưa? Dạ có đứa 4 tuổi. 4 tuổi giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Rồi có thăm nom gì không? Dạ có. Giờ vợ đang sống ở đâu? Em cũng không biết nữa. Ủa không biết sao thăm nó? Con của em là gửi cho ngoại á. Con với em là ở với ngoại. Ngoại ở đâu? Dạ ngoại gốc ngoài Bắc nhưng mà sống ở Quảng Ngãi. Lâu lâu cũng về thăm. À coi như là giờ vợ con về Quảng Ngãi rồi. Dạ dạ. Rồi lâu lâu em mới ra thăm thôi. Dạ dạ. Chia tay nay là mấy năm rồi? Chung là ly thân cũng lâu rồi, cũng năm mấy á. Nhưng mà thấy không sống được nữa đây em tự ra tòa rồi ly dị luôn. Bây giờ giấy tờ ly dị là xong hết chưa? Xong hết rồi. Xong hết rồi, con ở với mẹ. Dạ. Về Quảng Ngãi luôn rồi. Dạ. Cũng cùng chung cái hoàn cảnh với nhau. Rồi giờ mình lấy một người đã gãy đổ có con rồi nữa thì em có ngại không? Bây giờ mình lớn rồi là mình đâu có tìm được hơn nữa đâu, nên giờ mình tìm hiểu thử được như thế nào được thì mình quen mình thôi. Rồi bây giờ ví dụ cụ thể trường hợp hai bạn nè, nãy hồi mở cửa đó tìm ra thích nhau đi. Dạ, dạ. Cổ đang ở hai mẹ con nè, là lấy em mà đương nhiên là sẽ ở chung rồi đó. Dạ. Là cổ sẽ đem con cổ theo rồi đó, thì em đồng ý không? Rồi em có muốn đẻ con nữa không? Dạ có. Có muốn đẻ mấy đứa nữa? Có là được rồi chứ có em là không biết. Rồi, nói chung là tùy theo kinh tế thôi. Nhưng mà giờ có con của riêng của vợ ở chung với mình luôn thì em có đồng ý không? Em có ngại không? Dạ không ngại, trai rồi. Ok đó, chị hỏi đầy đủ thông tin để mà mình rồi nghe mình rõ mình hiểu hết ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hoạt bát, dễ gần gũi. Còn điểm yếu của em thì nóng tính, thẳng tính. Nóng tính thẳng tính nữa. Dạ. Còn điểm yếu gì nữa không? Em hơi dữ tính nữa. Cũng nhìn dữ là lắm. Thấy biết rồi, sắc sảo lắm. Cô này dữ dằn lắm nha, xinh đẹp nhưng mà nhìn là rất là bản lĩnh đó. Sợ không? Gần gũi nhau em biết chứ chẳng chưa ai sợ ai. Chưa ai sợ ai. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em không có rượu trà, nhưng lúc có quan trọng có gì đó thì em uống cho vui thôi. Còn điểm yếu thì em nhắc gái, em nói chung là không nhắc tán gái. Dạ. Không biết tán gái là dạ. Xưa giờ một mối tình duy nhất dạ là vợ thôi đó. Là có bạn bè giới thiệu rồi quen rồi đến với nhau thôi, còn em không biết tán gái thật sự luôn. Không biết tán gái. Dạ, dạ. Nhát gái mà có dạy gái không? Còn cái kinh doanh gì này nọ, buôn bán này nọ thì em không có ngại. Nói chung là miệng lưỡi dữ lắm, nhưng mà tán gái thì em thấy mình để ý một người nào đó, tự nhiên cái cảm giác mình thấy mình sợ ruột rè không giống nó. À dạ. Có khi nào tại em không có ngọt ngào với vợ, không nói chuyện với vợ nên là vợ mới vậy không? Không, mà em hiền quen mà nói chuyện đàng hoàng chứ không có cái nạt nổi người ta. Hồi giờ em quen chứ chưa bao giờ về mà nói mà hành hạ mà quýnh vợ nó thật. Không có lớn tiếng, không có vũ phu đúng không? Ờ con thấy được thì sống, không được thì tự cái đâu. Nhưng mà em có quan tâm đến vợ, có ngọt ngào với vợ không? Có chứ. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, kinh tế ổn định, vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai chút. Sáng sủa đẹp trai chút. Mình kinh tế ổn định rồi đúng không? Yeah. Lo được cho bản thân, lo được cho vợ con đúng không? Dạ. Yeah. Vẻ ngoài được, sáng sủa, có yêu thương gia đình chăm sóc vợ con không? Dạ có. Rồi, vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chủ yếu là dễ thương, là con cái là biết sống trong gia đình là được rồi chị. Nói chung là đừng hơn thua là được rồi. Dạ. Chị thấy cơ bản là hai bạn phù hợp nhau đó. Thứ nhất là dạ điều kiện là ở là gần nhau, dễ tìm hiểu qua lại. Thứ hai là hoàn cảnh cũng giống như nhau, gãy đổ thì mình sẽ hiểu được cái dạ cảm xúc của đối phương hơn. Em có đem hình ảnh gì không cưng? Cho chị xem tấm hình nào đi. Rồi. Rồi, ảnh đây. Ảnh sẽ có trong đây. Có thể tìm thấy trong 6 cô gái ấy rồi cho giống nhau quá, cho người ta cái gợi ý đi em. Tóc dài anh ơi. Trời ơi, tóc dài, 6 cô tóc dài hết luôn đó. Nhiều quá em không biết người nào đó. Rồi thế giờ em thích người nào chị gả người nấy. Cảm nhận của mình thích cô gái nào? Cách đại của nó. Tại sao chọn cô đó? Thì em thấy nhìn thấy nó có hậu hay có một tí gì đó. Có hậu mình rồi, giữ y nguyên đó cho đúng không? Hình này quá chị. Sao hai anh mà chọn anh đó? Em nghĩ là anh này to con hơn chút, chọn anh này. To con hơn chút, chọn anh này. Rồi, có nghĩa đây là các bạn đang chọn theo sở thích của mình đúng không? Dạ, dạ. Thích ai chọn người nấy. Rồi, bên đây có 2 sự lựa chọn, bên này có tới 6 sự lựa chọn lận. Nhiều quá, đâu chọn nhiều quá, biết hơi khó ha. Dạ. Xin mời các bạn hãy nhìn xem cái cảm nhận của mình lần đầu tiên gặp mặt có đúng hay không. Bạn dạ gái thì đúng chắc rồi, có 2 người thì quá dạ dễ rồi. Bạn trai tìm ra chưa? Nước đa đi đúng không? Mấy em con biết không? Không có phải. Đây hả chị? Đây mới đúng nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng được là sao? Chọn cái hình của cô đứng ở trên. À, cô này nè.
Vậy là chắc Gu thích mập mập hay sao, có thích có hậu phải không? Nè. Dạ. Làm liền. Qua cái trái tim ngủ ông này cao dữ nha. Cảm ơn anh. Rồi em cảm ơn anh. Thật sự rung thiệt luôn, lỡ lên đây. Trời lỡ lên đây ai ấy không lên mà lỡ. Em có món quà nhỏ cho anh. À, cảm ơn anh. Dạ. Đó em gái đó, bé ngọt là em gái cổ đó. Em có quà chị tặng chị. Cảm ơn em nha. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của mình là gì? Chị nhìn thấy cô gái này thì thấy làm sao? Thấy nhìn dễ thương, nhìn thấy cũng có ấn tượng ban đầu. Có ấn tượng ban đầu. Em sao? Thấy ảnh cũng vui vẻ. Hơi nhát gái chút xíu. Cười không mà nãy giờ ngồi nhìn chị cười miết vậy đó, cứ nói chuyện rụt rè vậy đó. Thôi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 5 phút ha, có thời gian riêng để hai bạn trao đổi với nhau. Thử coi không có tôi coi có mạnh dạn hơn hay không nha. Mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháu quẩy nhồi tôm chiên giòn. Mời các bạn thưởng thức mà nhớ vừa ăn rồi vừa trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ăn tự nhiên nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường quay lại. Mời anh. Sao gãy đầu rồi nha anh? Thật sự chứ hồi giờ anh chưa tới cái đông đông mà anh tán gái anh thiệt, rung thiệt. Dạ anh được. Không tán em tán anh đấy. Cho vợ đi nó dễ. Nãy em nghe là anh cũng có gia đình rồi hả? Có một cháu trai, cháu gái. Gái. Cháu gái hả? Cháu gái ở với mẹ hả? Ở với ngoại. Sao anh không đưa cháu ở với anh? Đưa mà vợ anh không chịu. Không chịu hả? Giờ cưới vợ sao anh? Sao? Có chỗ chứa mẹ con em không? Thì biết đâu. Ông chơi. Đi cưới vợ mà sao không biết rồi chết rồi. Giờ mình tìm hiểu nhau như thế nào rồi mình ái thôi, chứ còn chứa thì sao chứa được hết sao? Ý em hỏi anh là cưới vợ về có chỗ ở chưa? Ổn định chưa? Có chứ. Nhà đó thì ở thôi. Anh muốn hỏi em gì hỏi đi, em hỏi anh quá trời luôn nè. Dạ anh cũng làm sao là anh em mình hiểu nhau, nói chung là bấm nút vào trong mà có thể là nó có thời gian gì để nói chuyện với trong này anh ngại không dám, nói chung là không có nhiều lúc muốn nói chuyện mà nó trùng trục miệng để có nói chuyện. Người với người có gì đâu ngại, mình có gì mà suy nghĩ gì mình nói đó, em suy nghĩ gì mình nói đó, có gì đâu ngại. Anh nói với em mới dễ, còn anh là sao nó ngại hả? Anh ngại anh nói không được. Vậy đi làm ăn là mời khách sao? Nói chung là mời là anh dạng lắm, nói chung là anh có qua miệng lắm. Lỡ may có cô là... nào dễ thương rồi mà anh bán hàng rồi cô ta không đưa tiền cho anh rồi sao, anh ngại không lấy luôn. Trời, cái đó mình có cách nói chứ, cái nào buôn bán, cái nào bán cái nào cho chứ. Cái đó là nó khá, còn chuyện yêu đương anh không nói chuyện được, ngại. Mở cái này ra anh thấy em sao? Hung dữ là gì không? Chung là thấy mặt em ấy cũng đâu có vừa đâu, nói chung là điều kiện thì em cũng dữ lắm. Không có vừa gì đâu. Anh ở chung với ba mẹ anh luôn hay sao? Dạ. Đỡ rung chưa? Rung rồi. Chị ra ngoài, chị ra ngoài đỡ rung hơn hay chị ngồi đây rung hơn? Em trong sao mà cho nó xuống ngồi uống ly cà phê cho nó tỉnh nó về. Cái gì mà nhát dữ, có vợ con rồi mà làm như cái mới lớn vậy. Mình cũng phải tập chia sẻ, tập nói chuyện. Chứ giờ mình tìm hiểu nhau, ví dụ mấy mốt hẹn hò hai người đi chơi rồi không nói gì chơi rồi làm sao? Ngày đó là em nhiều nói tới sáng không có chuyện nói. Từ phải lúc không? Đó là nó có chuyện nói, còn trong này tự nhiên cái đó giống như là ai ốp chế mình nói không có được. Ai ốp chế đâu, đây không có ai đâu ốp chế em, chắc nói tùi quá. Như đây. Không phải, nó cái cảm giác em dữ không phải cái cảm giác này nha. Em ở dưới đó là dạ. Đang ở hai mẹ con là nhà thuê hả hay sao? Nhà em chị. Nhà em luôn rồi. Dạ. Ví dụ lấy nhau thì dạ. Là ở đâu? Cổ chúng về nhà em hay là em về nhà cổ? Em giờ kia sao không được chuyện. Chung chỗ nào cũng thấy nó thoải mái, vui vẻ. Cha mẹ nhiều lúc tiếng này tiếng nọ, nhiều lúc mình không muốn bên ai. Lúc bây giờ cha mẹ bây giờ mình cũng không bên, vợ mình cũng không bên. Nên nhiều lúc mình cũng muốn ở riêng ra cho nó thoải mái. Hai vợ chồng nhiều lúc mà này nọ kia, nhiều lúc hai chồng đều biết. Nó không có người ngoài biết. Lúc có nghĩa là em thích hai chồng ở riêng. Dạ, em nghĩ là vậy. Chứ không có cần đem vợ về nhà làm dâu rồi gì hết. Dạ, nói chung em thích ở riêng. Thích ở riêng. Rồi ở riêng rồi, giờ ở riêng là ở đâu? Cái đó thì từ tính, chứ giờ mình nói mà mình bước qua không được thì hôm nay mình không. Nhưng mà nói. Nguyện vọng là thích ở riêng hơn. Dạ, nói chung là mình nghĩ như vậy. Nếu bây giờ thấy phù hợp, thấy được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em chờ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm? Dạ. Rồi chuẩn bị gì chưa? Mà 6 tháng đến 1 năm, mới vừa nói chưa tới đâu tính tới đó mà 6 tháng đến 1 năm. Nếu chẳng hạn là em thương thật lòng đó.
mà là người đó có thật lòng với em hay không. Chứ còn mà cái hạn quen mà nó nghĩ một cái gì đó thì bây giờ thì thương không ai nghĩ gì hết trơn. Bây giờ ta thương, thí dụ thương thật lòng nè, mà 6 tháng tới 1 năm rồi sao em chuẩn bị kịp rồi lấy nhau về thì cũng phải làm dâu chứ, thôi ở đâu. Lúc đầu thì mới mã đi về vài ngày rồi xong rồi phần anh ấy đi làm, tự nhiên sống ở đây khác, ở quê còn có thời gian rảnh, còn ở đây thì lúc mình lo mỗi người một công việc hết thôi, nhưng cũng không có thời gian rảnh. Nói chung là sẵn sàng rồi đó, nếu mà cảm thấy người ưng ý là 6 tháng 1 năm là cưới thôi. Giờ cũng lớn rồi, đâu có mười mấy hai mấy tuổi đâu mà chờ lâu, lỡ quen cưới được nó về cưới không được thì chẳng quen người khác đã bốn mấy tuổi luôn quá. Bốn mấy tôi luôn. Ông này ông chân, ông thật thà quá. Thì mình ngại ngùng quá ha, cho bốc thăm câu hỏi. Thực hiện những cái điều ở trong này cho nó vui, đỡ ngại. Mình bốc xong mình đọc lớn lên, người ta yêu cầu cái gì trong đó thì mình thực hiện. Bạn gái hạ trổ tài, mát cái gì đó, xa mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Ngại quá vậy, không? Cái này bỏ qua. Sao bỏ qua làm được? Làm gì? Người ta làm mình chứ mình có làm gì đâu mà bỏ qua. Nhưng đọc lớn lên cho cổ nghe, cho cổ chưa nghe. Bạn gái hả, trổ tờ mất xa cho bạn trai trong vòng một phút. Ừ, ông đọc thiếu chữ mặt của người ta rồi, người ta tưởng đâu nằm xuống mất xa quá vậy rồi, không làm sao? Gì rồi. Chán không, dễ sợ luôn á. Bạn gái hãy trổ tài massage mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Massage mặt rồi em massage sau lưng nè, rồi em massage mặt chồng. Cái này massage mặt lưng sau lưng quá. Ông đọc tới chỗ massage, ông bỏ chữ mặt rồi ông la kỳ quá. Giống như ông ta bắt ông nằm xuống đây cởi áo ra vậy đó. Rồi, thư giãn dựa vô ghế đi nè, để bạn gái làm nè, ngước cái mặt lên. Này massage đầu quá, cái mặt sao thái đường massage đây. Đó, thư giãn nha. Mai mốt tưởng tượng ha, đi làm về mệt, có vợ massage đồ ha. Sướng dễ sợ. Sao không anh? Hả? Phê không anh? Phê không anh kìa? Phê. Không trả lời vậy trơn trời. Phê. Thông cảm đi. Anh nhắc gái quá mà. Được rồi chị. Rồi, được rồi, cảm ơn anh em. Phê rồi mà. Tới phiên em. Em đọc lớn lên. Một tờ nữa hả chị? Thì đó, hai tờ, ông chọn tờ, còn em tờ đó. Bạn trai hãy chọn một trong hai yêu cầu sau để thực hiện một gì nữa. Đọc lớn lên đi, có gì chọn một trong hai yêu cầu, đọc lớn lên nè, rồi hôn tới môi, hôn môi bạn gái trong 15 phút. Cái gì 15 phút? 15 giây. Trời ơi, hai người này. Bế bạn gái đi 5 vòng, chú cha, này là chết chứ. Thể hiện sức khỏe. Bỏ qua chị. Giờ sao em, làm được cái nào em? Bỏ qua cho em đi. Bỏ qua, bỏ qua gì? Được, sao mà bỏ qua được? Sao không cho anh thích đất hay gì cho nó ấy chị? Em hồi vậy anh không thích thiệt. Anh không biết, giờ em qua em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Giờ chương trình 5 vòng chị, chỉ cần em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Ok, mời em. Chờ em ơi, đừng cho em hôn nha. Rồi quá ôm. Ôm 30 giây rồi nói cảm rồi, nhận của mình. Được, được không? Rồi, mời em. Vậy được chưa? Hai người ôm nhau 30 giây rồi bạn trai sẽ nói cảm nhận của anh mình. Anh ôm sau lưng em nha anh. Là sao không được. Dạ, giờ ôm mà chị. Ôm nè, hai đứa đứng lên ôm nhau mới có. Trời ơi, cái thời buổi gì tao lên tới mặt trăng mặt trời rồi mà đứng còn... đâu chị, đứng đây hả? Đứng đây, em qua đây. Thúng núm tay chân cái gì không biết nữa, ai làm gì đâu mà. Rồi, hai người ôm nhau 30 giây. Ai ôm? Em... ôm nhau chứ không anh phải. Anh ôm em hả? Hai người ôm nhau. Trời ơi, ông ôm mà ông làm giống như gì vậy cha? Cái tay ông ôm làm gì vậy trời? Ôm sao chị? Cái ôm vô hồi đó giờ chưa ôm bao giờ. Ôm sát vô mới cảm nhận được chứ. Ồ, tôi chán hai người này ghê luôn á trời. Cảm nhận được cái gì chưa? Được rồi chị ơi. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Rồi, nói cho cổ nghe cảm nhận của mình sau khi cái ôm 30 giây đi. Dạ, em thấy có cảm giác. Em thấy có cảm giác? Dạ. Có ôm sát đâu có cảm giác. Có. Người ta phải ôm sát rồi mới nghe nhịp đập trái tim hay là nghe cái gì. Có cái chị, có hơi thở hay cái sự rung động gì, ôm mình đứng xa vậy nè, tôi chưa thấy ai ôm vậy luôn á. Thiệt tình. Thôi bây giờ như vậy, 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Bây giờ là nghiêm túc. Nãy giờ mình có những cái game mình chơi vậy cho vui để mình hiểu nhau nhiều hơn. Hai bạn hãy nhìn nhau rồi mình nói cho nhau nghe mỗi người một câu xúc tích ngắn gọn. Yeah. Hiện tại các bạn cảm thấy trong lòng mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu chúng ta thấy rung động thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không có tình cảm, không có duyên thì chúng ta không bấm. Rồi nói đi chứ nó ngồi hoài hả? Thì anh cũng mong mình bấm để mình ra ngoài mình tìm hiểu những đèn đúc trong này nó hơi rụt rè. Chung là em cũng thông cảm.
Nhưng mà cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Mình phải nói cho người ta biết, người ta mới bấm. Thấy cũng có cảm tình. Rồi, em muốn nói gì với ảnh? Em thấy anh cũng dễ thương, gần gũi, cảm giác là nhút nhát quá. Không nhát ghê, mà không có vợ có con rồi đó mà không nhát vậy đó. Không ngại thật á. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đặt tay vào nút bấm đi à bạn. Hiểu những gì Tường chia sẻ rồi ha. Hai bạn hãy nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý lấy tay ra, đó là quyền của các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chị đếm sau 3 tiếng đếm thì đưa ra quyết định của mình nha. 1. Trời ơi, nhìn tôi mới đếm có 1 hả? 2. 3. Sao em không bấm? Em thấy không có cảm giác. Tại anh nhát quá phải không? Hay sao? Như là lúc nãy em nói với ảnh, em hỏi ảnh có chỗ mà để cho hai chứa hai mẹ con em á, nhưng mà ảnh nói chuyện không có, đã lên đây rồi thì phải nói rõ ràng chứ còn ấp ấp lúc đó chị ra, lúc đó chị ra ngoài rồi dạ, đúng không? Dạ dạ. À, là em có hỏi ảnh là có chỗ, coi như là có chỗ để chứa mẹ con em hay không? Rồi anh trả lời sao? Như là cái nói chuyện của ảnh là nói chung là sao không được chứ giờ mình nói ra thì nói chung là anh nói là ra ngoài mình tìm hiểu nhau, còn cái chuyện mình nói trong đây thì lúc mà mình nói mà ở ngoài mà không có như trên tay này thì nó nhưng mà ít nhất ví dụ như tìm hiểu nhau được thì có chỗ mình là phải trả lời chứ, mình không trả lời làm sao người ta tự tin chứ tưởng người ta bấm nút được. Em không có cho người ta một cái gì đó nó an toàn, không có cho người ta một cái lời hứa hẹn. Yeah. Không, hứa là một chuyện, còn thực hiện được tới bao nhiêu là còn tùy tìm hiểu nhau nữa. Cái này là do em, không phải là do cổ đâu. Chỉ là gặp dưới mình ra ngoài là mình tìm rõ ràng hơn. Thích của em thì kiếm một người đàn ông mà nói được làm được. Đúng rồi. Yeah. Mình phải quyết đoán chứ, nhiều người lên đây hả, mình hỏi thích không? Thích. À, làm dâu hay bắt rể? Làm dâu ta thẳng thắn rồi, anh có lo cho vợ con nổi không, nổi hay là gì đó, hay là anh muốn em phải làm gì làm gì làm gì, người ta thẳng thắn, người ta trao đổi dạ, luôn. Nói chẳng hạn là lên trên này lúc cái gì cũng chịu hết thì lúc ra ngoài nó khác, cái đó em không thích. Sao người ta bấm nút chán không ghê luôn á. Thôi đứng lên giùm đi. Dạ, đúng rồi. Thật sự là Tường rất là tiếc luôn, tại vì Tường thấy về ngoại hình á là hai bạn rất là phù hợp, điều kiện địa lý cũng gần nhau, phù hợp, kinh tế đôi bên đều ổn định hết, ai cũng là người sống tự lập. Thật sự là chị cảm nhận là bạn gái cũng quý em đó. Yeah, mà tại em thiếu một cái sự quyết đoán, thiếu sự mạnh mẽ thôi. Nói chung duyên chưa tới. Biết đâu còn cái duyên nào đó nó đang chờ mình nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Của chương trình bạn muốn hẹn hò thôi nên là chị em nói lợn tỷ đi, em nói lợn tỷ. Thôi chị giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Mà chúng giới thiệu đầy đủ tên tuổi hết. Đúng rồi, bản thân mình tên tuổi, nghề nghiệp, nơi ở hiện tại chị, của chị ạ. Chị là Nguyễn Thị Gái, tuổi 51 tuổi. Nghề nghiệp thì kinh doanh em, giám đốc doanh nghiệp đấy. Chị kinh doanh về mảng gì chị ha? Về vật liệu xây dựng. Chị ơi, hiện tại là chị đang kinh doanh ở đâu ạ? Chị ở Long Hà, Quảng Trị. À, chị làm tại Quảng Trị luôn. Đúng rồi. Dạ. Đông Hà lắm chị. Rồi, chị gái có điểm mạnh, điểm yếu hay là có tài lẻ, năng khiếu gì đặc biệt không chị ha? Chị thích, nói chung cũng thích giao lưu. Có cái điểm mình là có nghĩa mình tự tin giữa đám đông. Rồi là mình cũng năng động hoạt bát. Dạ. Chị sống ở Quảng Trị là sống với ai vậy chị ha? Chị hiện đang sống một mình. Chị có con chưa? Chị có hai cháu, một cháu là đã bác sĩ rồi. Một cháu hiện đang ở du học bên Úc. Con là bác sĩ là con gái hay con trai ạ? Lớn chưa? Con trai là bác sĩ, con gái là đang du học ở Úc. Là bác sĩ cũng ở Quảng Trị luôn hả chị ha? Không, bác sĩ ở Sài Gòn đấy, bệnh viện 115 Sài Gòn đấy. Bệnh viện chuyên tim mạch đấy hả? Bệnh viện 115 ở quận 3 đấy em. Dạ. Con gái thì đang du học ở Úc hả? Con gái đang du học ở Úc hả? Là chị có lên ra chúc mẹ chồng, mẹ vợ gì chưa? Chưa, con chỉ chưa đứa nào yêu để đây. Nếu mà nó lớn rồi nó có ủng hộ mẹ đi tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò không? Nó ủng hộ chứ, vì nó quyết định là nó định cư ở bên, nó không về thì nó để mẹ một mình à. Rồi. Chị có hay là trong này với con trai là chị 51 tuổi nhưng mà ngoài đời là chị nhìn tầm khoảng 40 thôi. Dạ.
Ngoài đó đang lạnh hả chị? Em là sao? Ngoài Ngoài này lạnh lắm. đang lạnh Ngoài hả? này lạnh lạnh mây mây đồ ấy. Vậy hả? À. Là chị có hát hò gì được không? Khiêu vũ gì được không? Chị khiêu vũ. À, Hát biết thì khiêu vũ hát bình thường, nhưng mà chị là môn thể dục của chị là khiêu vũ. hả? Khiêu vũ vậy 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 chạy vậy chạy bộ đấy. Khiêu vũ chạy bộ. Thích đi shopping, thích giao lưu. Đi shopping thì đi một mình hay đi với ai chị? À, đi còn đi về bạn bè. Rồi có tài có tật xấu hay là có điểm yếu gì không chị? Có điểm yếu là chị có nghĩa bây giờ ví dụ chị hay thức khuya rồi, đấy là có phải điểm yếu không? Chị thức khuya là thức đến mấy giờ? À, bình thường là phải 12 giờ chị mới ngủ đấy, giờ chưa nói thành một cái Tại thói vì quen luôn. còn tại gì đâu chị, nấu ăn ngon không? Điểm yếu thì nói chung chị cũng rất là ít điểm yếu, không có điểm yếu vì chị là từ lập từ khi khi bé từ cho nên kinh con hai đứa con này khi ly hôn là chị ly hôn 5 năm rồi, nhưng chị là người trụ cột kinh tế gia đình cho nên chị thực sự là điểm yếu chị rất ít. Mình mới ly hôn 5 năm thôi hả chị? Chị ly hôn 5 năm, Rồi tại sao mình lại ly hôn vậy chị? Khi đấy là con cái thì cũng lớn rồi. ly hôn là vì chồng chị ngoại tình đấy. Chị bắt Chồng quả chị tang ngoại rồi ngoại tình rất nhiều lần rồi đấy, con cả vậy con chị nó cũng nó chứng kiến luôn mà, cho con nên chứng kiến luôn. đó bây giờ con chị chỉ có theo chị cho nó không nhìn bố nữa. Ông bây giờ cũng đang ở Quảng Trị luôn hả chị? Ông cũng đang ở Quảng Trị nhưng ông ở trong thị xã, mình ở thành phố nhưng ông ở thị xã Quảng Trị ấy, mình thì ở thành phố Đông Hà. Là ông mới ly hôn xong là ông đi luôn với bà kia Và luôn. Là chị bắt quả tang luôn hả? Chị bắt quả tang cho chị ly hôn luôn bắt quả tang luôn đấy, bắt quả tang nhiều lần rồi chứ, chị tha thử rồi mà vẫn vẫn quay lại đường cũ đấy chứ. hả? Rồi. Vậy 5 năm rồi ly hôn rồi chị có quen ai không? Có tìm hiểu ai không? Thực tế mà trước trước đây 4 năm là chị chưa nghĩ tới cái chuyện đi bước nữa, em hiểu không? Tại vì lúc đó là con chị nó cũng chưa quyết định là định cư, thì nhiều khi mình cứ nghĩ thôi mình ở với con cháu thôi được, nhưng bây giờ con cả chị nó không chịu về quê ấy, cho nên chị mới mới nghĩ đến cái chuyện đi bước nữa đó. Mà con cả chị nó vẫn ủng hộ chị. Nhưng mà nếu mà đi bước nữa là chị cũng ở ngoài đó luôn chứ chị cũng không vào đây hả hay sao? Không, nói chung là ở đâu mà mình cảm thấy đủ đủ nói chung đủ để mình tin tưởng thì mình sẽ chứ không cần thiết gì ở trong đấy ngoài gì đó, nói chung là mình cảm thấy mà hợp hợp nhau hoặc là nói chung nếu mà thấy mà cần thiết mà mình vào trong vào hay ra gì mà cũng cũng được hết đó, tại vì chị vẫn có điều kiện kinh tế mà. Cho nên ví dụ chị làm thì chị làm toàn làm trên máy móc thôi chứ chị cũng không phải quản lý trực tiếp. Là có nghĩa là chờ chị quen ở đâu cũng được đúng không? Rồi chị quen ở đâu cũng được nhưng mà ưu tiên cho gần gần thì ưu tiên hơn, có nghĩa là gần mình thì ưu tiên hơn, giống như Vào Sài Huế Đà Gòn được Nẵng rồi thì không? mình sẽ ưu tiên hơn. Được vào Sài Gòn được không? À được Sài Gòn vẫn được thôi vì con chị lập nghiệp ở Sài Gòn mà. Ok, chị À. mô tả chi tiết hơn về những cái điểm bên ngoài để tụi em có thể là tìm kiếm cho nó phù còn hợp còn đi. cái đối tượng chị chọn phải không? À, đó chỉ cần một người đàn ông là phải nói chung là cũng phải ngang tầm với chị á, tầm tuổi nếu mà nhỏ hơn cũng được, từ 45 đến 55 là được 45 đến 55, đó, ok. là có công ăn có công việc ổn định, chị không cần phải có giàu có gì, chỉ cần người có công việc ổn định là được Ổn định là đấy. cụ thể nó như Tại thế vì chỉ nào có ạ? kinh tế rồi chị cũng không dựa dẫm ai hết, cho nên chỉ cần có một người đàn ông thật nói chung là đàng hoàng chung thủy lịch sự, nhưng mà nói chung cũng phải có một tí hình thức.
có cao thấp mập ốm sao chị cao bao nhiêu ạ? Nói chung là người tương đối là được, người tương đối Chị là cao được mất bao em. nhiêu chị? Chị cao 1m53, nặng 53 kg. Ừ. Rồi, ok chị. À, Rồi, rồi chương trình người chị đàn ghi ông là đó trong là này là không, chị vào được đúng em, không? người đàn ông là không có mùi cơ thể nha, Không có có nghĩa mùi là cơ thể. bị hôi hôi mùi mồ hôi ấy. Ừ. Rồi là chị vì chị sạch lắm, nói chung chị sạch, Ừ. mà trong nhà chị một hạt bụi cũng không có luôn đấy, cho nên là Dạ. đàn ông mới đập vào mắt chị mà thấy không 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 gọn gàng sạch sẽ là chị không nữa đấy. Rồi, ok chị, còn gì nữa không ạ? Nói chung là không hút thuốc thì tốt, Dạ, nhưng mà không nếu hút hút thuốc. thuốc được mà họ vì mình họ bỏ thì chị sẽ đồng ý. Dạ. Còn là đàn ông thì cũng phải biết uống để giao lưu á, có nghĩa người đàn ông thành đạt thì luôn luôn phải biết uống để giao lưu, nhưng mà đừng có uống đúng đúng chừng mực là được Dạ đấy, rồi. đừng Dạ rồi, ok chị gái nha. Hôm nay rồi. thì để buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với chị để làm nội dung kỹ hơn chị ha. Đến lúc nào mà có người phù hợp thì chị phải phải bay vào Sài Gòn đúng chưa? Đúng rồi chị ạ. Ok em. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều Rồi. nha. Rồi cảm ơn em. Dạ, em chào chị ạ. Rồi chào em. Sinh năm 1994, hiện tại 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là làm sale thị trường bên Sơn. Làm ở khu vực Bình Thuận nhưng mà À. làm ở khu vực Bình Thuận. Làm ở đâu anh? Làm ở khu vực Bình Thuận hả? Em thì hiện tại em đang ở nhà em ở La Di, Bình Thuận đó. Rồi mình đang làm sale cho công ty gì? Công ty cổ phần Suva á chị. Là công ty đó chị sale về gì? Dạ, tôi công ty cơ sơn Cova làm về sơn ạ. Rồi ok. Rồi về điểm mạnh điểm yếu của mình thì như thế nào rồi Nghĩa? Điểm mạnh điểm yếu hả? Thử mình là gì mình show up ra hết nè, làm xe anh lợi nha, mình tự tin lên hết. Thì em hiện thấy điểm mạnh nó cũng có thể là điểm yếu luôn, thôi em gặp chung đi. Tại vì ví dụ như hiện tại tính tình em thì có thể là nó có nhiệt tình, nhưng mà nhiệt tình người ta coi kêu là điểm mạnh, nhưng mà nhiều khi mình nhiệt tình thái quá thì nó cũng là một điểm yếu của mình. Bản thân em thì trong cái cách sống, trong cái suy nghĩ sống của mình là mình sống thật với bản thân mình, nhưng mà mình nhiều khi mình thật quá thì làm người ta mất lòng. À mình thẳng thắn quá nên người ta mất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Coi bài sống sao hát hò thể thao nhảy múa gì được không nè? Em biết chút chút về rap thôi, hát thì em hát không có hay. Rồi hát một vài câu được Rap nè. Hát vài thiên đàng. Dạ, vậy em đọc vài câu trong bài thiên đàng của Vô Quy nha. rồi ok mời ạ. Dạ. Thiên đàng dành cho em, ông trời dẫn lối. Alo, nhập nhập. Thiên đàng của anh, ông trời dẫn lối. Đi trước cũng trời, miệng anh nhỏ khó. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa em vào trong, mau anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chốn xa tăng lầm đã mắc sợ, không theo sự xấu nữ không tha thứ. Họ phóng anh đi thì anh là rất nhớ. Anh đã chọn lối thiên đàng cô pha, cái chân lên cái bàn tim tim ma. Thế nhiên hỏi anh đi đâu lâu vậy, thiên đàng thượng giới anh đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định, cái xấu cái tốt do mình phân tĩnh. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính, thời gian là một cuộc hành trình. Rồi cảm ơn nè. Rồi ngoài ra thì giờ tình trường của mình sao rồi nhỉ? Mấy mối tình Dạ. rồi đã trải qua bao nhiêu trong năm chưa? Dạ có, thì cũng 25 tuổi thì bắt đầu có mối tình đầu. Thì tới giờ thì cũng gây được 2 người. Thì
Người thứ hai thì em chia tay cách đây cũng 2 năm rồi. Nói chung thì em thì chắc là bất đồng quan điểm sống thôi. Mình cụ thể đi, bất đồng về những cái gì nè, để đây người ta cũng biết, để người ta tránh tìm những cái người mà có những cái đặc điểm đó cho mình ha. Thì kiểu như là em là một người kiểu suy nghĩ nó hơi nhiều á. Thì trước mắt là mẹ cũng kêu là khi mà cưới vợ đi thì với gia đình cho một mảnh đất rồi, thì em cứ tính theo kiểu là bây giờ nhà cho đất rồi thì hai vợ chồng cưới nhau rồi thì mình sẽ kiếm tiền để mình xây nhà. Thì mâu thuẫn xảy ra là khi là em đề nghị với bạn gái cũ em lúc đó là cũng tính là thêm khoảng 7-8 tháng nữa xong tay ông ngoại em mà cưới á, thì kêu là thôi thì trước mắt là về ở dâu khoảng 2-3 năm hai vợ chồng đi làm kiếm tiền để xây nhà rồi cho nó thoải mái. Thì một bên thì cứ suy nghĩ như vậy, một bên thì bạn gái em không muốn ở dâu. Rồi từ đó về thêm cái nhiều cái phát sinh trước đó nữa, mình nghĩ tới cái vấn đề mình nghĩ cái này là tốt nhưng mà có thể là đối với bạn gái mình nó không hợp, hoặc là nhiều khi những lúc mình xuất hiện bên cạnh bạn gái mình nhưng mà thời điểm đó lại là không thích hợp, mà những lúc bạn gái mình cần mình lại không có, mà rồi dần dần mâu thuẫn nó lên cao hơn. Quen xa hay xa? Thì thời điểm đó em yêu xa, đấy, tính ra anh mới từng yêu em đều yêu xa hết. Rồi bây giờ thì mình mong muốn mẫu người bạn gái thế nào sẽ phù hợp với mình. Bây giờ ví dụ yêu xa nữa thì được không? Càng ạ. Được đó, thì trong khoảng bán kính khoảng 60 cây đổ lại thôi chị. Đi về cho nó. Nếu vậy thì cái những bạn ở gần em không có tìm được hay sao? Nếu ngại yêu xa thì tại sao ở gần không có? Không biết sao nữa, nhưng mà xung quanh thì công việc thì em cũng đi tối ngày á, nên về cũng không thấy mặt đâu hết. Công việc em nữa, rồi em có thời gian được cho bạn gái không? Yêu xa em có đảm bảo được việc hẹn hò được không? Hay là lại bỏ người ta ở nơi đó, ở gần mà còn bận vậy? Thì ví dụ như xa đúng không? Thì nếu mà xa quá, ví dụ như từ ở Bình Thuận và Sài Gòn, thì có thể em sắp thời gian em sắp xếp là một tháng em vào Sài Gòn khoảng 1-2 lần. Còn nếu mà ở gần như em nói trong bán kính khoảng 60 cây bỏ lại á, thì có thể cuối tuần em lên thăm bạn gái mình. Rồi ok em, nếu được chọn thì chương trình liên hệ lại với mình nha. Uyên hỏi gì nữa không? Rồi được rồi. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Chương trình cảm ơn anh ạ. Thì ở Bình Định, hiện tại thì em đang công tác tại Đồng Nai, làm tại dự án sân bay Long Thành. Rồi công việc của em là kỹ sư. Kỹ sư mình đang thực hiện xây dựng ở đó đúng không? Vâng, đúng rồi. Thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng? Thu nhập em là 14 triệu. 14 triệu? Bạn là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Vâng, thì em thì điểm mạnh thì tính tình thì cũng hoa đồng, vui vẻ, khá là mọi người xung quanh thì đánh giá là khá thân thiện. Thì về nhược điểm thì cũng ít nói, không có giao lưu nhiều. Không giao lưu nhiều à? Ít bạn vâng. À? Vâng, thế là em không ít tương tác nhiều á. Thế là một ngày mình đi làm về xong mình sẽ như thế nào? Thì bình thường công việc của em thì ngoài giờ làm về thì em cũng làm xem công việc cá nhân bình thường thôi. Dạ vâng. Rồi trước giờ mình có mấy mối tình rồi? Vâng, em thì trước thì sinh viên thì có một mối tình,
sau lúc đi làm thì được nam tìm có được mối tình. Hiện tại thì gần năm rồi em chưa tìm hiểu ai. Rồi mà mối tình thời sinh viên đấy là mình quen nhau bao nhiêu lâu? Em về nhau được gần 2 năm. Quen hồi năm nhất. Quen với bạn chung hồi trung học phổ thông. Rồi, thế xong rồi tại sao chia tay? Thì hồi còn quen, hồi lúc còn học thì chung có nhiều thứ mình quen kiểu nó chưa chín chắn ai. Quen xong rồi cảm xúc nó nhiều, sau thời gian mình không thấy còn thích nữa thì mình hết quen. Rồi, thế còn cái mối tình gần đây nhất thì là diễn ra như thế nào? Mối tình này thì em quen được 4 tháng thì gặp tình cờ. Tình cờ gặp ở đâu? Thì tình cờ gặp chung một buổi tiệc à. Bây giờ bạn có kể là cái mối tình này đi, miêu tả cụ thể ra quen nhau như thế nào, xong rồi tại sao chia tay? Chủ động nói chuyện đi bạn. Vâng. Thì mối tình thứ hai này thì em quen nhau trong một dịp là đi đám cưới. Em cưới một người anh chung công ty. Có gặp và em có giao lưu. Thì em có xin số bạn nữ này. Và về nhân tin trao đổi cũng có đi chơi. Trong thời gian quen thì thời gian em đi làm công trình cũng khá là xa. Thì bạn nữ này thời gian kiểu ít tương tác lạ. Lúc đầu thì em cũng thương, em thương về đi chơi. Sau em đi công trình đi tỉnh nhiều quá. Thì thời gian nó xa quá. Nên là lần ít gặp mặt nhiều hơn. Thì thời gian tương tác nó xa lần. Thì em chủ động nói em dừng lại luôn. Thế là gần đây là một năm nay bạn là không là độc thân đúng không? Vâng đúng ạ. Bây giờ bạn mong muốn tìm kiếm mẫu người như nào? Em thì mẫu người của em thì thích người gái nhỏ tuổi hơn em. Về ngoại hình thì da trắng xíu, mụn mịn xíu, kiểu trong tròn có cái da thịt tí ạ. Vâng. Rồi, tiếp. Về ngoại hình thì như nào nữa? Về ngoại hình thì về cao thì chiều, về chiều cao thì cao trên 1,5 m, trên 1,5 m được rồi. Cao trên 1,5 m rồi. Vâng. Vị trí vùng miền quê quán. Nếu mà được vùng miền thì em vẫn thích được miền Trung. Thích miền Trung. Vâng, đúng rồi. Em miền Trung nên em thích gái miền Trung hơn. Rồi, công việc nghề nghiệp. Về công việc thì bạn nữ là nhân viên văn phòng là được không? Rồi. Vâng. Hiện tại bạn đang ở Đồng Nai là bạn đang ở trọ hay là đâu? Hiện tại thì đang ở trọ. Đang ở trọ Đồng Nai. Vâng. Mình sau là mình phát triển là mình sẽ ở đây luôn hay là mình ở về quê này? Thì em thì dự kiến thì sẽ ở trong này á. Ở trong này luôn đúng không? Rồi, vâng. Cảm ơn bạn nhé. Hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen, để biết thông tin cơ bản với bạn đã. Xong rồi nếu vâng. Tìm được người phù hợp thì bên bạn sẽ liên hệ lại làm nội dung kỹ hơn với bạn nhé. Vâng.